Không phải Trương Năng hát, là Vân Hy mới là người được mong tái hợp với Bạch Lộc. Bạch Lộc được mong tái hợp với nam diễn viên này trong thời gian tới. Mới đây việc Nữ Vũ Ninh và Triệu Lộ Tư tái hợp trong rèm Ngọc Châu Sa đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Cặp đôi bị phản đối dữ dội vì fan Lộ Tư cho rằng Nữ Vũ Ninh được tư bản chống lưng có thể giật hết spotlight của nữ chính. Theo đó cộng đồng mạng cũng bàn luận sôi nổi xem cặp đôi nào được mong chờ tái hợp nhất. Vô cùng bất ngờ, Bạch Lộc và La Vân Hy là hai diễn viên được cộng đồng mạng ủng hộ áp đảo. Giải thích cho điều này, cư dân mạng cho rằng tương tác hóa học của cặp đôi Trường Nguyệt Tận Minh đặc biệt tốt, thành tích phim cũng khả quan nên được mong chờ tái hợp là điều đương nhiên. Thời gian gần đây cả hai cũng vừa nghi vấn hẹn hò khi dùng đồ đôi và có những hành động thân thiết. Trước đây một năm, Trương Năng hách Bạch Lộc đã từng vướng tin đồn yêu đương khi nàng Tiểu Hoa qua đêm tại nhà đàn em. Tuy nhiên cả hai được cho là đã chia tay và cũng không được mong chờ đóng phim chung lần hai sau Ninh An Như Mộng. Sau thành công của Trường Nguyệt Tận Minh, Bạch Lộc tái xuất màn ảnh với bộ phim Chính Kịch Bạc Thượng, Dị Ái Vi Doanh đóng cùng Vương Hạc Đệ cũng được đồn đoán sẽ lên sóng trong tháng 10 năm nay. Có thể thấy tên tuổi của Bạch Lộc tăng lên đáng kể, ngang ngửa Dương Tử Nhiệt Ba. Về phía La Vân Hy, nam diễn viên tiếp tục góp mặt trong một dự án cổ trang khác đóng cặp cùng Tổng Dật.